Giờ chúng ta sẽ thực hiện đến cái dạng thứ hai. Với cái hàng đầu tiên là 7 mũi móc đơn. Đây dạng thứ hai. Trước tiên hàng đầu tiên thì bạn móc cho tôi là một cái magic string với 7 mũi móc đơn. Làm một cái vòng magic trước nhé. Rồi, móc cho tôi 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 Kéo cái này thì bạn kéo hơi hơi thôi, một hồi bạn sẽ thắt chặt lại sau để cho mình làm cái mũi trượt này nó sẽ dễ hơn. Bây giờ kết thúc cái hàng đầu tiên này bằng một cái mũi trượt. Vậy là ta đã có một cái magic string với 7 mũi móc đơn. Kế tiếp bạn sẽ móc cho tôi lên một mũi bính. Rồi, bây giờ hàng thứ hai mình sẽ thực hiện là trên mỗi chân là một mũi tăng, đập đi đập lại 7 lần và ta sẽ được 14 mũi móc đơn. Bây giờ là trên mỗi chân bạn sẽ đều thực hiện là một mũi tăng. Đánh dấu cái đã ha. Đánh dấu cái điểm thứ nhất này cái đã. Rồi bắt đầu thực hiện trên mỗi chân là một mũi tăng. Đây. Chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. 1 mũi móc đơn. 2 mũi móc đơn cùng trên một chân. Chân kế tiếp bạn móc tiếp tục 2 mũi móc đơn trên cùng một chân. Và lần lượt thực hiện cho những chân còn lại. Mỗi móc đơn trên cùng một chân. Rồi cái gì đánh dấu này ra ha. Để kết thúc cái hàng thứ hai này. Bằng một mũi trượt. Rồi hàng thứ ba bạn sẽ thực hiện là một mũi đơn ở chân đầu tiên, chân kế tiếp sẽ là một mũi tăng, lặp đi lặp lại 7 lần bạn sẽ được 21 mũi móc đơn trên hàng thứ ba này. Đánh dấu cái điểm thứ nhất bằng cái không dây này nhé. Rồi một đơn. Mũi đầu tiên nha. Một mũi đơn.
Kế tiếp một chân, kế tiếp là một mũi tăng, hà gồm hai mũi móc đơn. Và bạn lặp lại ở chân kế tiếp là một mũi đơn. Chân kế tiếp là một mũi tăng gồm hai mũi móc đơn. Và lặp lại cho những cái chân này giống cái những cái chân đầu ha. Một mũi đơn, một mũi tăng cho chân cuối cùng. Gỡ cái phần dây đánh dấu ra và kết thúc cái hàng thứ ba này bằng một mũi trượt. Bây giờ bạn sẽ thực hiện đến cái hàng thứ tư. Chân đầu tiên bạn sẽ móc hai mũi đơn và chân kế tiếp bạn sẽ móc một mũi tăng. Vậy có nghĩa là hai mũi đơn, một mũi tăng và lặp đi lặp lại 7 lần. Bạn sẽ được 28 mũi móc đơn trên cái hàng thứ tư này. Đánh dấu cho cái chân đầu tiên của cái hàng thứ tư ha. Bắt đầu. Hai đơn một tăng. Một mũi đơn, hai mũi đơn, một mũi tăng, lặp lại cho chân kế tiếp. Một mũi đơn, hai mũi đơn, và một mũi tăng. Lặp lại cho những chân còn lại. Một mũi đơn, hai mũi đơn, một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ tư bằng một mũi trượt. Hàng thứ năm bạn sẽ thực hiện chân đầu tiên là một mũi đơn, chân kế tiếp cũng là một mũi đơn, chân kế tiếp nữa một mũi đơn, và chân thứ tư sẽ là một mũi tăng. Vậy ba chân đầu tiên bạn sẽ thực hiện là mũi đơn và chân thứ tư bạn sẽ thực hiện một mũi tăng, và lặp đi lặp lại 7 lần bạn sẽ được là 35 mũi móc đơn ở hàng thứ năm này. Đánh dấu cái chân đầu tiên và bạn thực hiện 3 mũi đơn cho 3 cái chân đầu tiên, 3 mũi đơn trên 3 cái chân đầu tiên nhé. 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, 3 mũi móc đơn. Và cái chân thứ tư bạn sẽ thực hiện là một mũi tăng, là hai mũi móc đơn trên cùng một chân, hai mũi móc đơn trên cùng một chân. Lặp lại 3 mũi móc đơn
một mũi móc đơn. Một mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn. Ba mũi móc đơn. Mũi thứ tư. Bạn sẽ là một mũi tăng gồm hai mũi móc đơn trên một cùng một chân. Tương tự làm những chân còn lại. Một mũi móc đơn ở chân thứ nhất, chân thứ hai, hai mũi móc đơn, chân thứ ba, ba mũi móc đơn, chân thứ tư, một mũi tăng, một mũi đơn nè, hai mũi đơn trên cùng một chân nè. Rồi kết thúc vòng thứ năm bằng một mũi trượt. Rồi bây giờ bạn để ý ha, bây giờ kéo cái này lại cho cái dòng này nó thu nhỏ lại, đang cái lỗ vậy ha, kéo siết lại. Giờ bạn để ý ha, với cái dạng này thì như thế nào, nó hơi mo mo lên, nó không phẳng mà nó có một cái độ mo mo tròn lên như thế này, nhìn cũng không thấy rõ lắm nhưng mà nhìn là thấy mo hơn cái dạng mà thứ nhất với 8 mũi móc đơn ở cái magic string 8 mũi. Thì bạn sẽ thấy là magic string 8 mũi nó là cái mặt phẳng, hình tròn phẳng. Đây, cái này là dạng hình tròn phẳng. Ha. Và cái dạng này thì nó hơi mo lên một tí. Với cái magic string là 7. Với magic string là 7. Thì bạn sẽ thấy được cái dạng này nó sẽ hơi mo lên. Nhìn, nó mo lên này. Còn cái này, bạn sẽ nhìn thấy nó phẳng. Nó phẳng hơn. Dạng này nó hơi mo tròn lên nhé. Đây, tùy vào cái magic ring của bạn là bao nhiêu thì bạn sẽ tạo ra được có loại có hơi cong cong lên hay là phẳng phẳng. Tùy vào cái những cái dạng cơ bản này mà bạn sẽ tạo ra được những cái đặc điểm khác nhau của thú bông, như làm đầu, làm chân hay là mũi, cần độ nhọn hay độ bầu, thì mình phải dựa vào cái dạng, những dạng cơ bản này